trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Trong mắt mẹ những âu lo mà mẹ đang mang, bố đi làm xe, mẹ sợ lo nên không nói gì, tôi chỉ biết ngồi im lặng nghe, không nói thêm gì. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên, nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến, để rồi hôm nay khóc rất to. Đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bữa thi thay đổi, 2 triệu lượt lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng, canh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki.vn.
chọn em. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.